Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục làm clip giới thiệu tới quý vị một bộ sập thờ tứ linh bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là đơn đặt hàng của anh khách hàng ở thị trấn Chũ, Bắc Giang. Hôm nay chúng tôi vừa xong mộc thì chúng tôi sẽ quay chi tiết cho anh khách hàng xem, vì anh không ở đây được, anh ở xa. Thì sau khi hết dịch thì chúng tôi sẽ hoàn thiện và bàn giao cho quý khách. Chúng tôi sẽ quay rất kỹ bộ sập thờ này. Bộ sập thờ này rất là VIP và có thông số kích thước như sau. Chiếc bàn cơm chúng tôi làm dài là 1m27, cao 53 và sâu là 67. Bàn to là chúng tôi làm chân 24, kích thước dài 2m17, sâu 1m07 và cao 1m27, có nghê chầu ở dưới. Toàn bộ mặt ván là chúng tôi làm liền tấm dày 3 phân, khuôn dày 6 phân. Và dạ là dạ dày 6 phân đục tay, hoàn toàn thủ công, đục tay kênh bong. Quý vị có thể xem ở đây, đây là đuôi ở một trong tứ linh là chú Phượng này. Bên cạnh Phượng thì chúng tôi sẽ đục đầu hổ phù ở phía giữa. Bộ này là kích thước rất là khủng, được đục tay thủ công 100% theo đơn đặt hàng của anh. Dạ dày 6 phân, mặt liền không ghép. Mặt liền chúng tôi làm dày 3 phân. Dạ là chúng tôi đục tứ linh, long ly quy phụng. Chân là chân 24, dưới có nghê chầu, chất liệu là gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Thì trong clip này chúng tôi cũng giới thiệu thêm một vài mẫu sản phẩm nữa là sập thờ mai điểu gỗ gõ đỏ. Thì lát nữa chúng tôi sẽ quay sau. Chúng tôi sẽ giới thiệu chiếc sập thờ to tứ linh này trước. Và bao loan cũng được làm rất là kỹ. Những chú rồng ở bao loan đây là được đục y như là rồng thật vậy. Đây chúng tôi sẽ quay từ dưới lên trên cho quý vị xem này. Trên bàn cơm cũng được đục như bàn to, rất là kỹ. Chân nghê chân 24. Thì quý vị nào muốn đặt bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bên cạnh những sập thờ như này thì chúng tôi đang có những sập thờ mai điểu cũng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, gỗ gụ. Chúng tôi liên tục làm những hàng ván mặt liền tấm rất là khó để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mặt ván hàng liền tấm thì giá thành nó sẽ cao hơn hàng bình thường, hàng ván ghép. Đây chúng tôi sẽ quay cận cảnh chiếc bao loan đây. Được đục rất là tinh xảo, y như là rồng thật vậy. Lát chúng tôi sẽ quay mẫu sập thờ mai điểu sau. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa kích thước của bộ sản phẩm này. Chiếc sập to là dài 2m17, sâu 1m07, cao 1m27 cả nghê. Và có bàn cơm. Sau này quý vị cứ nhắc đến bộ sập thờ của anh Tâm ở chỗ Bắc Giang là chúng tôi đã nhớ ra rồi. Chất liệu gỗ gõ đỏ. Và đây là toàn cảnh của bộ sập thờ đây. Sau khi chúng tôi dựng mộc xong thì lắp lên và quay lại video chi tiết để báo cho khách hàng, để khách hàng yên tâm. Thì quý vị nào muốn cập nhật nhanh nhất thì quý vị hãy đăng ký vào kênh và nhận những nút chuông thông báo. Thì cơ sở sẽ gửi những video mới nhất tới quý vị. Và đây là những mẫu sập thờ mai điểu đây. Cũng đều là chân 24, chân 22, chân 20 chúng tôi đều có. Và ngai thờ chúng tôi cũng làm ngai vách. Đây là cũng là sập thờ cùng kích thước nhưng mà không có nghê. Thì phía bên trong này chúng tôi làm nghê là đi với sập thờ tứ linh. Sập thờ mai điểu là không có nghê. Quý vị nào muốn đặt thêm thì hãy liên hệ ngay.
tôi còn rất nhiều đây, hàng chục cái sập thờ đây. Đây quý vị chiêm ngưỡng mẫu sập thờ Mai Điệu và câu đối ngai thờ đây, ngai thờ ngai vách bằng gỗ mít, câu đối gỗ gụ. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Một lần nữa chúng ta chiêm ngưỡng lại bộ sập thờ Tứ Linh gỗ gõ đỏ đây, chân 24, kích thước dài rộng chúng tôi cũng báo rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo.